Theo như chú Đặng Văn Tỷ, là một trong những nông dân nhiều năm thực hiện liên kết trồng bắp, cho biết trước đây chú cùng bà con nông dân trong vùng liên kết với một công ty ở An Giang trồng giống bắp AG49 gần 10 năm. Sau khi thấy việc liên kết mang lại hiệu quả, nên hầu hết người dân ở ấp Tân Hậu A2 trồng bắp đều có ký hợp đồng với công ty bao tiêu toàn bộ. Để trồng giống bắp đạt hiệu quả, người trồng phải lên luống, trồng 5 hàng cái, 1 hàng đực, khoảng cách cây, 2 tấc rưỡi, hàng cách hàng 8-9 tấc. Muốn cho phát triển tốt á, thì cái thứ nhất là do nơi mình canh tác. Thứ hai là cái kỹ thuật của công ty người ta xuống thường xuyên đó. Người ta chỉ cho bà con nông dân mình cách bón phân, rồi cách là phun xịt thuốc trừ sâu đó. Rồi để là làm sao mà cho đạt đi mục đích đó là cái năng suất nó cao đó. Hiện với sự hướng dẫn của các kỹ sư, cộng với việc nông dân có kinh nghiệm trồng từ trước, năm nay năng suất bắp dự kiến đạt từ 700-800 kg một công. Hạt đều, chất lượng nên dự kiến lợi nhuận thu về cao hơn những vụ trước. Mô hình liên kết trồng bắp của bà con nông dân bước đầu phát triển tốt, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao theo yêu cầu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Về mặt kỹ thuật, nông dân từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất dưới sự hướng dẫn đồng hành của các kỹ thuật viên. Mô hình được doanh nghiệp đăng ký thu mua sản phẩm ngay từ đầu vụ với giá phù hợp.